Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu Lan nhé. Em vẫn là Hà Lai Châu. Địa chỉ của em là tổ 1 Quyết Tiến Lai Châu nhé các bác nhé. Hôm nay là em có ít hàng, nó không có nhiều. Đấy. Kèn đây nhá, Hoàng Thảo Kèn Lai Châu năm ngoái là đã ra hoa tím đậm rồi nhá. Ở trong vườn nhà em đã thuần nhá các bác nhá. Cái này là đang sưng nụ nha các bác nhá, đang sưng nụ nha, đây này các bác này. Đấy, đang sưng nụ nha. Đấy, nó lồi hẳn lên này này. Gửi cho các bác là ấy nhá, là nó cũng sưng ấy. Đây đang sưng hết rồi này các bác này. Hoa thảo kèn Lai Châu nha các bác nhá. Năm ngoái hoa tím cực đậm luôn. Hai thân nha, em bán hai thân này nha. Được 20, gần 20 sen này các bác này. Đấy, hai thân nha. Em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn hai thân nha. Đấy, đấy, đang sưng nụ này các bác này. Đấy. Đang sưng nụ nha. Sưng từ đây luôn. Thương sưng từ đây luôn nha các bác nha. Đấy. Rất sai hoa. Em bán 500 nghìn. Hôm nay em bán hàng chưa bao gồm phí ship nha các bác nha. Số 1 500 nghìn. Số 2 này các bác này. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nhá. Hoàng nhạn tháng 4 có 3 cây. Đấy. 3 cây như này nhá. Cặp lá thì vô đối luôn. Em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nhá. Đã thuần này. Đấy. 500 nghìn nha. 500 nghìn cho giò số 2. Số 3 này các bác này. Đuôi chồn nha, hoàng thảo đuôi chồn nha. 2 này. Đấy. 2 nha. 3 nha, 4 nha, 5 nha, 6 nha. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 cây. Đã thuần nha các bác nha, thuần rất lâu rồi nha. Giò này em bán 280.000. 280.000 nha các bác nha. Cây nào năm nay cũng có hoa hết nha các bác nha. Năm tới này cây nào có hoa hết. Đấy. 9 cây này em bán 280.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 nè. Số 4 nha các bác nha. Hoàng thảo u lồi nha. Em đếm thân hoa năm nay Tết. Tết ra hoa nha các bác nha. Hoàng thảo u lồi Tết ra hoa nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7, 8. 8 thân hoa nha các bác nha, 8 thân hoa nha. Một thân thì dài nhất này. Được tầm 80 sen nha, thân dài nhất 80 sen nha. Đấy, có cây sưng nụ rồi nha. Mầm thì ra như này nha, em bán 300 nghìn nha. Cho số 4 nha các bác nha. Số 4 nha các bác nha. 8 thân hoa luôn. 300 nghìn cho giò số 4. Số 5 này. Các biết không? Em vừa ghép hoàng thảo u lồi xong. Thân dài không các bác? Đây nha, em vừa ghép nhá. Mầm đã ra hết rồi này. Đấy. Các bác chỉ về sẵn treo là ông là ra hoa nhá. Thân dài không các bác? Đấy. Giò này thì hơi cao một tí nhá. Hai ba từng luôn, ba từng hoa luôn nha các bác nhá. Đấy, đẹp không ạ? Một thân hoa, hai thân hoa này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thân hoa nhá. 15 thân hoa nhá các bác nhá. Đây nhá, đấy. Giờ này em bán cho các bác với giá là 700 nghìn nha, 700 nghìn nha.
Thân dài nhất được 7-80 cm nhá các bác nha. Đấy, rất đẹp luôn. Để mà một cái giò hoa u lồi chơi Tết thì quá ổn luôn nha các bác nha. Quá ổn luôn. Đây nha. Đấy. 700 nghìn cho giò u lồi này nha. Số 5 nha các bác nha. Đang sưng nụ rồi. Số 6 này. Một cây chồn nhá. 8 cặp lá luôn. Bị lỗi mất một lá này nha. Đấy. Đây nha, cây chồn này nha các bác nha. Nguyên bản từ rừng chưa biết mặt hoa nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Em làm sẵn móc, các bác về sẵn treo nha. 500 nghìn cho giò số 6 nha các bác nha. Số 6 nha các bác nha. Đấy, đẹp không ạ? Em bán có 500 nghìn thôi. 500 nghìn cho giò số 6. Tùy bác là sở thích nha các bác nha. Số 7 đây. Một cây chồn này thôi. Một cây chồn như thế này nhá. Đấy. Dân nó buộc cây này các bác này. Một cây chồn này, một lá 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Một cây chồn như này nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha, lá cũng to đấy các bác nha. Thôi, 280 nghìn. 280 nghìn nha các bác nha. Cây chồn nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Số 7, 280 nghìn. Số 8 này. Đấy, thuần rồi nha các bác nha. Thuần rồi nha, 2 cây nha. 3 cây nha và một cây tóc tiên nha, tổng là 4 cây chồn và một cây tóc tiên. Như thế này nha. Các bác nha. Đấy. Đấy. Em bán cho các bác 280 nghìn nha, 280 nghìn nha cho giò này nha. Đấy. 280 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 8. Số 9 nè. Số 9 nè. 3 cây nha các bác nha. 100 nghìn. 100 nghìn. Xả cho nó rộng vườn nha các bác nha. 100 nghìn 3 cây này. Số 9 100 nghìn. À đâu? Số 10 ấy. Số 10 100 nghìn nha các bác nha. Đây, một giò chồn nha các bác nha, treo như thế này nha các bác nha. Đấy, đẹp không? To chưa? Hàng thì hàng giống thôi, như năm nay nó vẫn có hoa nha các bác nha. Đấy, vùng quanh luôn nha các bác nha. Em bán cho các bác là 600 nghìn. 600 nghìn nha các bác nha. Đây nhá. 600 nghìn nha các bác nha. Em bán cho nó rộng vườn nha. Đấy. 600 nghìn nha các bác nha. 600 nghìn cho giò số 10. Số 10 nha các bác nha. Số 11 này. U lồi nha. Một giò u lồi ngắn này nha. Đấy. Em mới ghép nha các bác nha. Được rất nhiều thân tơ này. Đây, thân con của nó đang ấy này nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 100 nghìn nha. 100 nghìn nha các bác nha.
cho giò số 11 nhá. Số 12 này. Cái này cũng là một cân u lồi của em đấy các bác nhá. Số 12 em bán 170.000. Toàn thân tơ hết nha các bác nhá. Rất nhiều thân tơ luôn. Đang sưng nụ nha các bác nhá. 170.000 cho giò số 12 nhá. Mới em mới ghép nhá. Đấy. Thân tơ nó đang chạy hết rồi này. Một trăm bảy mươi nghìn cho giò số 12. Số 13 này. Quế trắng tháng 8 nha các bác nha. Quế trắng tháng 8 nha. Như này nha các bác nha. Đấy. Lá được 5 sen nha các bác nhá. Lá được 5 sen nha. Đã trà dễ nha. Đấy. Đẹp không ạ? Bản lá 5 sen, lá nó rất đều luôn nha các bác nhá. Đấy nhá, các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 1.600.000. 1.600.000 nha các bác nhá. 1.600.000 cho cây quế xếp. Đấy. Chạy dễ ầm ầm như này mà các bác. 1.600.000 cho giò số 13. Số 14 dáng hướng tam bảo sắc nhá. Một cây là nguyên bản từ rừng nhá, hai cây là, ba cây là, cây này ngọn nó vẫn đang chạy nhá, nó kiểu là nó bị gãy ấy, do như thế này nhá, em bán cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha các bác nhá, con nó đây ra có hai con đây nha, ba con, bốn tổng bốn con nha. 600.000 cho giò dáng hương tam bảo sắc như này nha. Số 14. Số 15 này các bác này. Một cây cáo. Hàng lá ngắn nha các bác nha. Hàng lá ngắn này. Chưa được một gang luôn. Đấy. Một cây cáo và một cây trồn. Em bán 280.000 nha. Và cây hai, có cây trồn đây nữa nha. 280.000 nha các bác nha. Thôi em bán 250.000 đi. 250.000. Đấy. 250.000 nha. Cho giò số 15 nha. Vâng, cuối video em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác nhé. À, em cũng hết hàng rồi. Em xin chào tất cả các bác. À, mong được sự ủng hộ của các bác đăng ký kênh giúp em nhé.